Video này giới thiệu các sản phẩm mà Flash và Nikki đã giúp tạo ra. La 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 la. Chuyện gì vậy, Kristen? Con đang bị đau răng. Đừng ăn quá nhiều kẹo. Đi thôi, Kristen, làm ơn ngồi xuống. Đừng lo, Kristen. Mời vào. Đi thôi. Làm ơn ngồi xuống. Ok. Con đang bị đau răng. Kiểm tra xem. Đừng lo lắng, cô sẽ giúp con. Cảm ơn. Mở miệng ra. Rất nhiều vi khuẩn. Thật tệ khi con ăn quá nhiều kẹo. Chúng ta phải làm sạch tất cả những thứ này. Con muốn thử một mình không? Dạ bác sĩ. Đi thôi. Yeah. Ok. Đứng đây và kiểm tra răng của chúng ta. Con làm sạch mấy cái răng này đi. Yeah. Ok. Làm xong rồi. Bây giờ con đã biết cách đánh răng. Dạ. Yeah. Tạm biệt. Mẹ ơi, con ổn rồi. Hai à, chúc mừng con, về thôi. Chuyện gì vậy, Kristen? Con bị đau răng. Ôi. Đừng ăn quá nhiều đường. Đi thôi. Mời vào. Thôi nào, cố lên. Làm ơn ngồi xuống. Răng của con đang đau. Cô biết phải làm gì. Ha. Làm ơn mở miệng ra. Có một lỗ đen đường. Hãy làm sạch nó. Bây giờ chúng ta phải làm đầy. Ok. Con muốn thử một mình. Dạ. Làm đi. Sử dụng kính lúp để tìm cái lỗ. Hãy kiểm tra hàm răng dưới. Đó là một cái lỗ. Chúng ta phải làm gì? Loại bỏ nó. Bước tiếp theo là làm dấu nó. Nhìn nè. Xong rồi. Bây giờ con đã biết làm thế nào để hết sâu răng. Dạ. Yeah, giỏi lắm. Tạm biệt. Xin chào. Xin chào lần nữa. Răng đã tốt rồi. Đi thôi, Chris, lên nào. Sữa đổ rồi. Con đang đau răng. Nè, Kristen. Kristen, nó không tốt cho sức khỏe của con. Con yêu. Đi thôi. Mời vào. Làm ơn ngồi xuống. Con đang đau răng. Làm ơn mở miệng ra. Cô biết phải làm gì. Răng xấu quá. Chúng ta cần phải loại bỏ chúng. Răng xấu cũng có thể ảnh hưởng đến níu của con. Bây giờ chúng ta có thể nhổ những chiếc răng xấu này. Con có muốn làm thử không? Yeah. Làm thôi. Răng này bị bệnh. Nó cần phải được loại bỏ để tránh nhiễm trùng. Làm thôi nào. Con sẽ làm. Đáng tiếc. Cái răng này màu đen. Làm rất tốt. Tạm biệt. Tạm biệt. Ôi, con yêu. Răng của con khỏe rồi. Chuyện gì vậy, Kristen?
Ồ, đừng ăn quá nhiều kẹo. Đi thôi. Đi thôi, Kristen. Làm ơn ngồi xuống. Mời vào. Đi thôi, đi thôi, đi thôi, đi thôi. Làm ơn ngồi xuống. Đừng lo lắng. Chúng ta sẽ sửa nó. Hãy lắp niềng răng. Niềng răng giúp điều chỉnh khớp cắn và bạn có thể có nụ cười đẹp. Con có muốn làm thử một mình không? Yeah. Làm thôi. Hả? Nhìn. Niềng răng. Phải. Chúng ta cần lắp chúng để sửa khớp cắn. Dạ. À, mình thích nó. Yeah. Làm ơn, đừng quên chăm sóc răng của con nhé. Dạ được bác sĩ. Giỏi lắm. Yeah. Phụ huynh, chúng con có một trò chơi mới, hãy tận hưởng nó. Có sẵn trên App Store và Google Play.